thì bữa trước thầy có nói rồi, thầy chọn Windows nhé. Đây em muốn vào cơ sở dữ liệu này nè, em chọn new query đúng không? Thì ví dụ như là em để ý đây này, cái cơ sở dữ liệu của đây này, được chưa? Em đang tính cơ sở dữ liệu master, được chưa? Cơ sở dữ liệu master thì nó không có đây này, tại select này không from lý lịch sinh sinh viên, nó không hiểu, bởi vì trong cái cơ sở dữ liệu master này này nó không có bảng lý lịch sinh viên, hiểu không? Cho nên chạy nó báo lỗi đúng không? Nhưng bây giờ em chọn cái này, chọn là cơ sở dữ liệu quản lý 21 đúng không, hoặc cơ sở dữ liệu của em thì nó là được. Dạ coi thử vậy đúng chưa? Dạ đúng rồi thầy, được rồi thầy. Ừ, do vậy mà trong cái Delphi á, đây là thầy SQL Server đúng không? À, chỉ một lần thôi nha, bữa sau đừng đừng có để quên nhá, cái đó mà không để ý ban đầu thì nó cũng bị thôi, nhưng mà cố gắng là chỉ những cái mà cái lỗi của mình là chỉ nên để xảy ra một lần thôi. Thầy mở cơ sở dữ liệu cũ nè, cái ứng dụng trước của chúng ta là cơ sở dữ liệu tiên 20 đây đúng không? Bữa sau các bạn lưu lại là và mở ra là ta sẽ có, ta mở ra thôi chứ khỏi mới cần đi tìm. Được chưa? Ta thầy đóng cái này lại. Mấy cái này thầy thu nhỏ lại, tại vì thầy thầy thường làm vậy cho nên là để ra ta nó khó chịu. Thầy tắt nó đi. Được chưa? Sóng gió đã nổi lên. À, trong cái chỗ cô né này này Sút đúng đi. không, thì là nó đã quy định chúng ta là cơ sở dữ liệu gì rồi đúng không, cho nên là nếu mà đúng ra thì em sẽ ở đây em sẽ làm nó sẽ không không bao giờ là bị lỗi, ở trong này nó không bị lỗi này, Đó nên là một cơ em hội. nhìn cô né lại là nó ra thôi, cô né lại đây là nó mới, còn sau đó em vào lý lịch sinh viên Sút cô đi. né đúng không, nó ra được. Đây là một cơ hội khác. Sút đi. Được chưa em? Và đây là cú sút. Chờ, em đang kết nối. Hả? Em đang thử ạ. Dạ kết nối được rồi à, thầy. Hả? Kết nối thành công rồi thầy. Được không em? Dạ được ạ. Bên Delphi cũng có data rồi thầy. Lỗi lỗi thì chia sẻ cái màn hình lên thầy coi. Nếu không quen chạy được rồi ạ. Mưa quá thầy cũng không nghe rõ được. Nó lớn lớn lên, lên đi. Thầy để thầy bật cái loa lên, tao lớn lên đi. Không sao em. Sửa được rồi thầy ơi. Được rồi, à rồi. À, bữa trước có bạn hỏi là làm thế nào để là mở lớp rồi mới mở 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 mở, mở khoa rồi mở lớp đúng không các bạn? Thầy chỉ thêm cho một tí rồi ta hãy làm vào bài cơ sở liệu nhé. Thì bữa trước là thầy là sử dụng cơ chế này này, các bạn vào là trong cái t lớp này, cái rồi ta chọn là trong cái after school, nó đây nó có nhiều thuộc và tính lắm, nhiều cái event lắm, mỗi cái event nó là một phương thức, nhưng mà cái là trên cái cơ sở nào cái một cái từng cái phương thức là tùy cái biến cố mà nó cho ta chọn nhé, ta muốn chọn cái nào thì các bạn nó chọn biến cố nào thì nó khi cái biến cố nó xảy ra thì nó mới chạy cái chương trình của chúng ta. Ở đây thầy chọn là after school, after là sau đúng không, school là khi người ta di chuyển đây đó,
thì là nó sẽ chọn cái công việc này, ta sẽ lập trình cho nó để điều khiển nó, được chưa? Ở đây là một trong những cái thôi, chứ còn có thể là làm những cái việc khác các bạn nhé, ví dụ pivot scroll cũng được, đúng không? Nhưng pivot thì nó sẽ là trước, thì nó sẽ là đón bác cái dữ liệu mẫu tin trước, thì nó do vậy mà ta cần after nó đúng hơn, được chưa? Rồi trước khi lưu, sau khi lưu, vân vân, open rồi vân vân, cái đó các bạn từ từ tìm hiểu thêm. Mục tiêu của chúng ta không phải nằm trong cái chỗ đó. À, ta thầy chỉ giới thiệu thôi để có cơ hội cho các bạn nghiên cứu những cái ứng dụng khác thôi. Được chưa? Bây giờ để mà làm chọn khoa rồi với chọn lớp á, thì các bạn làm cho thầy như vậy này. Bởi vì muốn đưa ra một cái chọn chọn khoa thì ta cần một cái là data sheet này, một cái data sổ với là một cái như thế này. Được chưa? Quá tương tự. Bây giờ để chọn data sheet các bạn có thể là lấy từ mới ra, lấy mới ra, hoặc là các bạn click chuột vào đây cũng được. Thầy chỉ cho nha. Các bạn chọn là T lớp này với DS lớp, chọn một bộ luôn. Thấy chưa? Thầy cần Ctrl C, nhớ cần Ctrl C nhé, cần C là copy đó, cái phải chuột này à, đây nó không có, cần cái phải chuột nó không có nha, nhưng mà cần Ctrl C là được nhé. Rồi kết mã chuột ra ngoài này, lên lên cái tiêu đề này này, xong xuống rồi cần Ctrl V, nó sẽ copy một bộ và nó tạo ra đây một bộ, các bạn nhớ, tạo ra đây một bộ. Cái bộ này á, lưu ý này, có một cái lệnh như cái này đó, về thường hay lỗi xảy ra này, khi các bạn cái t lớp này nó có cái phương thức là after rule, thì khi các bạn copy qua đây cái tên nó ra là data sheet đúng không, tên là data sheet, nhưng mà nó có cái phương thức after rule của các bạn t lớp. Bây giờ một chậm nó ta phải tắt cái này đi nè, bỏ cái này đi, ta sửa lại cái này đi, ta mới lên nó mới chạy được nhé. Bây giờ chưa sửa đi nhé, chưa sửa vội, để chậm nữa chúng ta tính sau. Bây giờ các bạn đổi tên này nè, điều ta data sheet đúng không, ta sửa tên nó lại cho nó đúng ý của chúng ta, để ta điều khiển nó là t thành là t khoa, được chưa? Cái này các bạn cũng sửa lại là cho nó là ds khoa nha, ds khoa, được chưa? Rồi ở đây này, các bạn t khoa nhưng mà chọn bảng lớp là nó không có đúng. Các bạn khi các bạn copy thì là toàn bộ cái t lớp này có cái gì thì qua t khoa nó được y như mà nó kế thừa y bon, được chưa? Do vậy mà người ta khỏi cần thiết kế cái này nữa, cái data sheet nó kèm theo cái bảng khoa, nó cách nối sẵn cho chúng ta luôn. Khi ta copy cái bộ này qua thì nó cũng tương ứng, được chưa các bạn? Trong ghi nhận tương ứng đấy. Cho nên khi các bạn hồi nãy nó là ADO data sheet, nhưng bây giờ ta sửa tên là T khoa thì nó tự nhận, tự nó hiểu là nó kết nối với bảng khoa T khoa. Rồi bây giờ các bạn sửa lại này, T khoa này, là liên kết với bảng khoa. Bảng khoa cho nên đừng có để là select sau from lớp, mà các bạn sửa lại cho thầy là select from khoa. Khoa là một cái view ở trong cơ sở dữ liệu của chúng ta đấy. View. Rồi. Bây giờ nhưng mà khi nó chạy á, là nó khi nó chạy là nó after rule, after rule thì nó gọi lại tới cái lệnh này, mà gọi đến cái lệnh này thì nó chạy nó sai mất nhé, gọi đến cái lệnh này nó chạy sai. Do vậy á, chúng ta đừng có chạy after rule này, mà các bạn tắt nó đi, tắt cái này, after rule này, bởi vì đây ta cần after rule của khoa chứ không phải là gọi đến cái after rule của lớp nhé, không gọi cái phương thức là after rule của lớp, bảng lớp là để cho lớp nó chạy, còn đây khoa là ta chạy của khoa. Do vậy các bạn kích vào đây, các bạn nhấn delete, kết vào nhắn delete, đã xóa đi rồi. Được chưa? Xóa đi rồi. Xong rồi các bạn kết đôi lại vào, kết đôi lại vào thì nó tạo ra một cái after t khoa after school mới. Được chưa? Bây giờ ta bắt đầu ta đoạn lệnh này, ta lệnh như thế nào, ta lệnh vào đây. Được không ạ? Lệnh ta cần lại gì ta thiết kế ta lập ở đây, chứ hồi nãy mà các bạn sửa chỗ này là nó hư cái bảng lớp đúng không? Nếu các bạn không để ý, các bạn sửa cái chỗ này, sửa lỗi cho sửa chỗ này đi, thì sửa là hai cái thằng chạy cùng một cái chương trình thì nó sửa cái chỗ này được thằng khoa thì hư thằng lớp, được thằng lớp thì hư thằng khoa, được chưa? Cho nên là ta phải chạy riêng mỗi thằng mỗi cái nha, t khoa nó after school khoa mà t lớp chạy after school lớp, được chưa? Bây giờ ta muốn kế thừa cái đoạn lệnh này thì ta copy nó lại đúng không, kế thừa đoạn lệnh này ta copy lại, kế thừa là kế thừa cú pháp thôi đúng không, xong xuôi rồi ta sửa lại đúng không. Bây giờ add là bằng select sound from khoa đúng không,
À, xin lỗi, lớp chứ. Lớp, lớp phải là lớp học không biết hả? Lớp học hay sao á? Nhé. Rồi lớp học, mã khoa bằng. Rồi ở đây là hồi nãy nó là can thiệp, nó lấy vào bảng T lớp, thì bây giờ ta sửa lại thành là T khoa. T khoa. Field by name là ta can thiệp vào cái trường tên là mã lớp, thì bây giờ đừng có can thiệp vào trường tên mã lớp nữa, mà can thiệp vào trường tên là mã khoa. Mã khoa. Sau đó order by thì đã không có thể order by mã sinh viên được, mà order by mã mã lớp. Order by mã lớp. Nhưng mà đừng có mã lớp thì đừng có giảm dần nữa, mà ta để nguyên bình thường. Order by mã lớp. Còn thật thật ra cần ngược thì, sắp xếp ngược thì ta để vào, mà không thôi chắc là ít có khi nào mà cần có sắp xếp ngược lắm rồi. Nhưng mà ta can thiệp vào, ta sửa là sửa không phải là sửa bảng bảng lý lịch sinh viên, mà ta sửa vào t t lớp, t lớp đúng không, t lớp bắt t bằng phô rồi t lớp comment test bằng s đúng không, rồi là t lớp bắt t lên đấy. Như vậy là bảng khoa thì sửa cho dữ liệu bảng lớp, bảng lớp thì after nó sửa cho bảng lý lịch sinh viên. Được không bạn? Rồi bây giờ thầy ở đây là nó chưa có cái bút to, cái em cầm một bóc để ta chọn chọn khoa đúng không? Các bạn copy cái này ra, cần trên C đưa ra đây, kích vào đây, cần trên V đúng không? Cần V nó tạo ra hai cái giống liền nhau đúng không? Cầm một bóc hai, ta kéo nó qua bên này, ta chọn khoa trước, ta copy nó ra, thì nó khi ta copy ra thì toàn bộ cái combo box này nó sẽ kế thừa cái combo box cũ, cái đối tượng nó copy là nó list data số vân vân, cái bảng cũ của chúng ta như thế nào bây giờ nó y như bon như vậy, nhưng cái này nó không còn đúng nữa đúng không. Bây giờ ta phải can thiệp và list sụp á, list sụp là không phải DS lớp, mà ta chọn kích vào đây, ta chọn là DS khoa. List view á hiển thị ra thì nó không phải là mã tên lớp nữa, mà ta chọn tên khoa để hiện ra đúng không. Key field chính là mã khoa hiện ra. Sửa lại ba cái này, sửa lại ba cái này thì ta chạy là nó sẽ được đúng không bạn. Sau đó bạn thực ra là cái bảng khoa này nè, thầy nói thêm cho một cái lệnh nữa là khi các bạn cái form này nó hiện ra, cái form này nó hiện ra đúng không nào, thì ta điều bảng khoa ta kích hoạt lên, bảng khoa ta kích hoạt lên, các bạn chọn như sau này, các bạn kích vào cái field cái form đúng không nào, chọn vào event, trên cái event có là các cái phương thức, cái phương thức của thằng cái form này nó được kích hoạt, có nghĩa là các cái sự kiện của form đúng không nào. Thì trong này có rất nhiều sự kiện của form các bạn thấy đây là t form đúng không, ở đây có rất nhiều sự kiện của form. Được chưa? Các bạn từ từ tìm hiểu, thầy chỉ với các bạn là on sao thôi, có là khi mà cái form này nó hiện ra màn hình on click nhá, thì nó sơ qua một tí thôi. On click là khi nó tạo ở trong bộ nhớ, có là tạo cái form này nó tạo trong bộ nhớ thì nó là on click, được chưa? Còn mà khi nó hiện ra màn hình thì nó là on sao, nó mất rồi, on sao, được chưa? Khi mà nó vẽ lại thì nó on band, được chưa? Còn mà khi mà nó thay đổi cái kích thước on size resize đúng không, là thay đổi kích thước, được chưa? Thầy nói sơ qua một số cái thôi. Rồi các cái khác các bạn từ từ tìm hiểu. Ở đây thầy giới thiệu các bạn on sao. On sao có nghĩa là khi mà cái form nó từ nó cài nó tạo ra được trong bộ nhớ, và bây giờ nó hiện ra màn hình, khi nó hiện ra màn hình thì nó gọi cái phương thức này, được chưa? Thì khi cái phương thức này nó hiện ra, các bạn kích vào thì tự động nó mở thì các bạn cái nó kết nối vào cho các bạn như thế này, tự tạo tạo phương thức, nó các cái cú pháp cơ bản, được chưa? Sau đó ta đưa nội dung vào thôi. Thì bây giờ các bạn chỉ việc là t khoa chấm .at thôi, các bạn gọi cái lệnh này lên như này, có nghĩa là khi cái true á, đúng á, được chưa? Ta chạy lại thử. Bạn nào đóng y bon như thế này đúng không?
Invalid column name khoa, đúng không? Bây giờ thầy đang lo sợ là nó không ra hiển thị cái này. Mã khoa T khoa, đúng không? T khoa đây, đúng không? Chrome khoa. Bản này liên quan đến cái gì? Mã lớp DS lớp, đúng không? Cái chỗ bên cái chỗ quen cái điều kiện bên cái hàm sai này, Chỗ nào? cái phần cốt đó này, cái que khóa này, que mã khoa mới đúng. From lớp học que mã khóa này. À, cái chỗ này đúng không? Dạ đúng rồi. Trả lời nãy là điểm mã khoa. Cái này thầy mới gõ này, bữa trước mới gõ nó có. Cái này sửa lại mã khoa nhé. Được chưa? Mã khoa với bằng mã khoa. Mã khoa bên bảng lớp học này thì bằng là mã khoa trong cái bảng T T khoa. Được chưa? T khoa chính là dataset này, sau này các bạn nghiên làm tốt hiểu rõ thì các bạn thay vì cái T khoa này này, chính là các bạn lấy cái dataset này xuống nó thay cho T khoa là được. Và lúc đó nó truyền tham số cho cái after rule này luôn. Được chưa? Ta lưu lại chạy thử coi. Mà sao bạn nào hôm trước nó cũng có mà bà đưa ra cái lỗi cũng giống cái này. Đây nè, bây giờ là cái chỗ này cái kích ra nó nhỏ đúng không bạn? Cái kích thước từ đây đến đây là nó bằng nhau. Chúng ta để rộng thì nó rộng mà chặt thì chặt đúng không? Thầy sửa sơ thêm một tí cho các bạn thấy. Thôi ta chạy tới cái đã. Quay tự nhiên công nghệ đúng không? Thì bây giờ lớp này là lớp tự nhiên công nghệ, lớp khoa nông lâm nó không hiện ra nữa. Đúng không? Không hiện ra khoa nông lâm ở đây. Nếu các bạn chọn khoa nông lâm, đúng không? Thì là chỉ ra các lớp khoa nông lâm thôi. Đúng không? Như vậy là ta kết nối một nhiều một một khoa nhiều lớp, một lớp nhiều sinh viên, đúng không? Kết nối một nhiều được rồi. À, thầy chỉ sơ các bạn thêm một chỗ này thôi, đỡ chỉ thì chỉ luôn, được chưa? À, chỗ này các bạn muốn nó rộng ra nhưng mà đôi lúc các bạn lại có cần không gian, các bạn để nhỏ vài, đúng không? Để nhỏ vài nhưng mà muốn là khi hiện ra thì hiện rộng ra, được chưa? Thì cái kích thước nó hiện ra do chỗ này các bạn này, the drop down width, được chưa? The drop down width nó bằng không, có nghĩa là nó hiển thị bằng cái ta thiết kế đây thôi, được chưa? Bây nó nhỏ bao nhiêu thì là the drop down width nó bằng không là nó y nguyên, được chưa? Bây giờ các bạn muốn nó rộng ra các bạn gõ 300 chẳng hạn, coi là khi mà drop down đúng không, là khi nhấn nó vào độ rộng nó 300, được chưa? Drop down round bằng 7, có nghĩa là mặc nhiên của nó con số 7 là một con số mà rất là phương Tây người ta rất là ấy cái tín ngưỡng các bạn nha. Các bạn biết tại sao mà một tuần có 7 ngày không thôi, đúng không? Bởi vì con số 7 là một con số coi như là về tâm lý người ta phân tích là rất là chuẩn, có nghĩa là nó 7 cái thì nó còn nhớ chứ còn mà nhiều quá là con không nhớ nha. Cho nên thường là nó vẫn ở đây đạt nhiên mặc nhiên ở đây là nó mỗi lần kích ra là 7 dòng thôi. Cho nên khi mà nó thiết kế các cái menu rồi này thì nó cũng nên nên chỉ có sổ ra thì có 7 dòng thôi. Rồi sau đó nếu mà cần thì ta mở ra các cái menu con. Đấy. Nên bên mà bên thiết kế người ta có nghiên cứu về vấn đề đó. Thì bây giờ nó đang 7 rồi nhưng mà chúng ta có 8 khoa, rồi còn một số cái linh tinh ta cần nhiều hơn thì các bạn sửa vào đây. Thì chỉ là cho muốn 7 hay 6 thì tùy các bạn nhé. Các bạn chọn 10 thì chẳng hạn, đúng không? Thì khi nó ra nó sẽ ra 10 dòng. Đây này, ta chạy, đúng không? Kích vào cái các bạn thấy bây giờ nó không còn gói gọn trong này nữa đúng không? Nó rộng ra là 300 kia pointer là bao nhiêu? Được chưa? Và ra bây giờ nó ra là 10 dòng đúng không? Nó còn xuống nữa đúng không?
10 dòng chưa đủ, bây giờ các bạn sửa lại một tí. 15 dòng đi, đúng không? 15 nha. Bây giờ drop down width 300 chưa đủ, chưa thích, bây giờ thích 400, gõ vào 400, được chưa? Có nghĩa là thầy chỉ với các bạn cái điều khiển, được chưa? Chạy lại kết vào 400 thì nó rộng ra, các bạn thấy không? Nó rộng ra đấy, và nó 15 cho nên nó có mười mấy dòng thì nó ra hiện tại bao nhiêu, đúng không? Nó tiện, được chưa? Đấy, thầy chỉ thêm một tí nữa đây, cái chỗ này bây giờ là kích ràng cái, các bạn thấy là ra mỗi tên 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 khoa mà không có mã khoa không có, đúng không? Mã khoa không biết, không biết là khoa đông mã bằng máy, mã bằng máy, mặc dù cái cây phiêu nó trả về là cái mã khoa, nhưng mà mã khoa bằng máy thì các bạn không thấy, đúng không? Đây này, cây phiêu trả về mã khoa, hiển thị là tên khoa, đúng không? Nhưng mà bây giờ các bạn muốn là cả tên khoa cả mã khoa đều ra luôn thì chúng ta có thể gõ vào đây các bạn, đây này, các bạn gõ vào mã khoa và chấm phẩy, được chưa? Mã khoa chấm phẩy, như vậy lúc này hiện ra thì nó sẽ hiện ra cả mã khoa cả tên khoa, được chưa? Cả mã khoa tên khoa. Đó. Nhưng mà bây giờ các bạn chạy này thì nó hiện ra cả mã khoa cả tên khoa, được chưa? Nhưng khi các bạn chọn khoa khoa này thì nó hiện ra cái mẫu số 8, chứ nó không có hiện ra khoa tên tên khoa tự nhiên công nghệ, đúng không? Bởi vì nó điều khiển ở chỗ này các bạn, vì chỗ này là list field index, được chưa? Nó bằng không, mà bằng không là có nghĩa là nó hiện, khi mà chọn xong thì nó chọn cái mã khoa cái số 0, nó thứ tự của nó là từ không cho lên chứ không có bắt đầu bằng một, bắt đầu bằng không. List field index này, này là có nghĩa là nó quy định là khi mà chọn xong thì nó lấy cái trường đầu tiên nó hiện ra, như vậy nó chọn, nó sẽ lấy mã khoa ra. Bây giờ các bạn muốn khi chọn xong thì nó hiển thị tên khoa, thì đây là trường thứ số 1, trường số 1 thì các bạn sửa là list field index bằng 1. Bằng 1 thì nó sẽ hiện ra đúng ý của mình. Được chưa? À, bây giờ nó đang chạy, cái ta ta thầy tắt đi cái đã. Tắt cái phần mềm đi, ta mới chạy lại được. Được chưa? Tắt đi. Ta chạy lại, thầy chạy lại này. Bây giờ nó đúng ý này, đúng không? Chọn nó ra cả mã khoa cả tên khoa, đúng không? Chọn cái là nó chọn ra hiển thị tên khoa, được không bạn? Tương tự như vậy các bạn có thể sửa cho bên này cũng được, đúng không? Hiển thị cho thầy là cả mã lớp cả tên lớp, cả mã lớp cả tên lớp ra, được chưa? Nhưng mà chọn xong thì nó hiển thị mã lớp thôi, hiển thị tên lớp thôi, trong mã lớp ẩn đi. Mã là để cho phần mềm nó hiểu với con người chúng ta hiểu toàn tên thôi, đúng không các bạn? Mã là cho máy là chính thôi. Đấy. Giao thiệp với máy là bằng mã, còn giao thiệp với con người bằng tên, được không các bạn? Cái chỗ này tương tự, đúng không? Ta sửa lại, này. Ở chỗ nào nhỉ? Drop down row, đúng không? Là số dòng thì xuống là có 7 dòng, bây giờ các bạn nhiều hơn các bạn cho 20, đúng không? Là nó ra nhiều hơn, được chưa? Drop down width bằng không là nó mặc nhiên, đúng không? Các bạn 400 counter, các bạn gõ vào 400, được chưa? Rồi chỗ này này, cây view là nó sẽ trả về mã lớp, không nói rồi, list view các bạn hiển thị cả mã lớp cả tên lớp, bây giờ bằng cách là gõ mã lớp chấm phẩy giữa các trường với nhau, em cách nó phân biệt bởi dấu chấm phẩy, được chưa? List view index sửa bằng một đấy, thì bây giờ nó chạy ổn rồi nè. Chọn khoa, đúng không? Rồi chọn chọn lớp, bây giờ các bạn thấy nó có cả mã, đúng không? Cả mã cả tên, đúng không? Công nghệ thông tin K20 chọn ra, được chưa? Nhưng khi hiện ra đây là hiện tên lớp công nghệ thông tin K20 chứ không có hiện mã, đúng không? Đấy. Rồi các bạn muốn có khoa ở đây thì các bạn phải thiết kế thêm thôi nhé. Ví dụ thầy muốn này, ở chỗ này chúng ta làm thêm tí nữa đây, standard, đúng không? Các bạn chọn cái label, nhé, bỏ vào, đây, yeah. Cái đầu tiên đây là khoa, đúng không? Cái caption đó này, đó, các bạn gõ là khoa, đúng không? Hai chấm, đúng không? Cách ra, khoảng đáng. Các bạn cho cái thằng này này nó bên qua bên này, các bạn từ từ rê chỗ qua kéo qua cũng được, được chưa? Còn không thì cái cách thiết kế tốt nhất là như thế này. Cái này là nó bên trái nhất, đúng không? Các bạn chọn nó, nông này. Các bạn chọn left được không? Để nhảy qua bên trái, được không bạn? Riêng cái label này này, thầy chỉ thêm một cái nữa là cái nó có cái layout nó là top, thì các bạn có thể chọn ở giữa,
giữa hoặc bút to tùy chúng ta đúng không? Bây giờ thầy chọn là center đúng không? Thì nó ở giữa hai cái này này. Cái căn ở giữa. Được chưa? Cái thằng này các bạn cho nó lép chứ không các bạn di chuyển mất công đúng không? Di chuyển cái này thì thiết kế lớp đẹp tốt xấu đúng không? Ta cho lép luôn. Click vào đây chọn lép. Yeah. Tương tự như vậy, ta sẽ có một cái label ở đây để chọn bên này là lớp đúng không? Khoa, chọn khoa xong là chọn lớp đúng không? Thêm một cái bút tạ cái label nữa, Ctrl C luôn, được chưa? Rồi click vào đây, Ctrl V. Ctrl V xong thầy kéo nó ra đây. Kéo ra đây. Yeah. Bây giờ các bạn sửa cái caption này ra cho đúng ý thôi. Hai ba khoảng trắng ra, được chưa? Để nó cách cái viên trước này ra. Đó. Lớp. Hai chấm. Cách ra. Yeah. Là nó vào bên trái này. Rồi xong cho thằng này ở left luôn. Ali nó left luôn. Yeah. Như vậy ta sẽ có được cái thiết kế nó vẽ nó có lý hơn. Xin lỗi cái này lép nó chạy qua đây mất đúng không? Nó chạy qua đây sai mất rồi nè. Chưa? Chạy lại coi, nó chạy tầm bậy vậy nha. Chạy tút qua đây. Tao cho này cái lion đi. Mà thôi không được. Này thầy bây giờ thầy mới bị lỗi á. Mày coi tới sao này nó kỳ vậy. Lép. Lép rồi. Mà thằng này lại chọn khoa. Chọn lớp. Yeah. Nhưng mà dài như thế này thì quá nó xấu đúng không? Nó xấu thôi các bạn từ từ sửa nha. Tại chỉ bao nhiêu thôi. Chỗ này cái lion nó không đẹp. Này nhảy qua bên này. Chọn này ra đi. Lấy cái khác vào. Là vào. Click vào đây. Cho thằng này lép. Này lép. Bay vào này luôn. Này điều khiển tầm bậy vậy. Gõ lại thầy gõ lại coi thầy lại thêm một cái đoạn này. Cho một banen vào đây nha. Yeah. Cho banen vào đây. Banen ở trong banen này. Banen này nhỏ ra ngoài banen này của banen này đúng không? Thầy đưa cái này vào. Ctrl X. Ctrl V vào đây. Nha. Yeah. Đưa thằng này vào. Ctrl X. Đưa Ctrl V vào đây. Đưa thằng này cho left. Nha. Yeah. Thử thầy thử coi nó chạy nó thầy gom nó lại vào trong cái panel kia thì nó chịu không? Yeah. Ở đây nó có cái caption này các bạn thấy nó xấu xấu đúng không? Caption của cái panel này cho nên thường cái panel cái caption là thầy bỏ đi. Yeah. Thằng này các bạn muốn cho nó ẩn ngắn luôn cái này cho các bạn đang cho nó client luôn này, thầy cho client luôn, client ở trong kia thôi, client ở trong cái panel này thôi chứ nó không client ra ngoài đâu nhé, đây là thuộc tính ở trong này, là thành phần là của cái panel này, cho nên client là nó nằm ở trong này thôi, nó không ra ngoài này, yeah. Đây là một cái nhóm này, đó, một nhóm,
Hai thằng này là độc lập đúng không? Nhưng mà thằng này là nhóm. Thì vừa sửa cái giao diện mà vừa thầy cũng chỉ luôn cho trong panel trong panel đúng không? Cái chỗ này các bạn muốn cho nó đừng có cái G này nè. G thấy có G không? G nó 66 đúng không? Cái G 66 các bạn sửa lại giống như bữa trước thầy nói đấy. Right này chọn 5 này. Đúng không? Thì nó hết mắc đi G. Mắc cái G. Được chưa? Như vậy là cái bài mà hiển thị cơ sở dữ liệu của chúng ta là thành công rồi đấy, là xong hết rồi đúng không? Bây giờ ta qua nội dung khác. Nội dung ở đây là qua cái bài ví dụ này thầy muốn chỉ các bạn giao diện là một. Cái thứ hai á là các bạn thấy cái vai trò của cơ sở dữ liệu của chúng ta. Cái cơ sở dữ liệu là nào? Cơ sở dữ liệu là cái này này. Cái mà chúng ta đang chọn đây chính là cơ sở dữ liệu đúng không? Cơ sở dữ liệu. Vậy thì trong cơ sở dữ liệu thì chúng ta có sử dụng đến các lệnh SQL đúng không, mà chương 4 là ta học SQL rồi đấy, thì cái không phải là học để cho vui đâu, mà học cái đó là để cuối cùng kết nối ra đây nè các bạn đúng không, cái này là tạo ra cái sản phẩm này nó sẽ là kết nối vào cơ sở liệu của chúng ta. Như vậy sau này việc lập trình của chúng ta là đều do thằng cơ sở liệu nó điều khiển đấy. Cái anh này là chẳng qua là lập trình trên ngôn ngữ lập trình đúng không, nhưng nó không thể tách rời cơ sở liệu của chúng ta được đấy. Các bạn thấy được cái vai trò của cơ sở liệu của chúng ta, thấy cái bài toán thực tế của chúng ta nó như vậy được nha, để minh họa các bạn thấy là cái ý nghĩa của cơ sở liệu. Trên cơ sở đó các bạn có thể phát triển về phát triển làm thêm nhé, để có hiểu được thêm về cái ở đây có rất nhiều các bạn. Tôi mà lát các bạn thấy là thầy nói là thầy làm ở đây cũng cỡ khoảng khoảng ngàn ở trong này thôi, quá trời trong này các bạn nhé. Thầy cũng chưa có nhiều cái táp mà chưa động bao giờ động đến các bạn nhé, cho nên là ở đây là cả một vùng trời mênh mông ở đây. Bạn nào có điều kiện thì cứ từ từ nghiên cứu được chưa, còn thôi chúng ta không có nhiều thời gian. Dạ thầy Bạn ơi. được chưa các bạn? Dạ thầy ơi. Nó đem Dạ cái mấy cái tên lớp với cái danh sách lớp của em nó bị ẩn nữa mà em không biết làm sao cho nó hiện lại được á thầy. mấy cái này nó cũng như đúng không, Dạ của em nó bị ẩn nữa đó thầy ạ. em kích chuột ở chỗ trên cái form này đúng không, em Dạ. kích phải chuột được chưa, em Dạ vâng chọn ạ. em lỡ kích vào đây cái gì nữa Em không biết tại em bữa bữa học xong em để đó xong giờ nó mất luôn này. Em không rồi em đây chưa này em. em có thầy bây giờ thầy kích vào đây nó sẽ mất đi nè đúng Dạ không, để em tự. rồi cho nên bây giờ em kích lại chỗ đó thì nó lại hiện ra sao lại Đức mà Ừ. nó hết cho bây giờ là nó ẩn này, bây giờ các bạn nó thành ra như thế này đúng không? Dạ được rồi, dạ em cảm ơn. Thì ra nó là bật nó hiện lại, bởi vì có những cái lúc mà toàn các cái này nó che khuất hết cái thiết kế giao diện của chúng ta, ta không nhìn thấy gì hết đúng không bạn? Thì cần thiết thì ta phải mở nó ra nha. Lúc cần thì ẩn đi đúng không? Đây này. Đúng không bạn? Thêm cái thuộc tính này đã nói tới đây nó luôn. Đây này các bạn thấy đây cái giao diện của chúng ta đúng không? Giao diện này giao diện đồ họa đúng không các bạn? Bản chất cái giao diện đồ họa đó là được thiết kế bởi vì các cái test thôi các bạn nhé, chứ không Windows cái không phần mềm nào nó ngồi nó bẻ chúng ta đâu đúng không, bản chất nó đều từ test hết, cho nên là các bạn có thể là chọn view as test này đúng không, bản chất của ta này nó thiết kế này ở dạng test đấy, thấy chưa, có là lúc này là ta đang cái nhìn cái form đấy nhưng mà nhìn dưới dạng test, các thuộc tính nó đang quy đổi ra đây, nó quy định ở đây, nhưng mà bên này cố gắng đừng có sửa ngay. Bên này sửa rồi nó quay ngược lại nó không hiểu được là nó hư á. Được không bạn? Thầy giới thiệu cái này qua đây để mở qua đây để mà biết bản chất của nó thôi. Chứ còn đừng đừng có dạy qua bên đây mà sửa, biết sửa thì không sao. Sau này các bạn nhuyễn nhuyễn thì đôi lúc ta cần phải sửa các bạn nhé. Thầy cũng phải vào thầy sửa trong này nhưng mà nó rất là nguy hiểm, nếu sửa nhầm là nó biên dịch ngược lại nó không hiểu ra đâu. Cái là chuyển lại qua form đúng không? Bắt đầu chuyển qua form chỗ nào rồi? View as form chỗ nào đó, cái phải chuột, chọn đây view as form này. Được chưa? Cái là chuyển lại qua form. Nhưng nếu các bạn sửa chỗ đó mà sửa lỗi cái là as form nó lại không được, nó không hiểu. Cái là nó hư sự á, mất công lắm nhé. Cho nên là thầy giới thiệu thôi chứ đừng có sửa. Được chưa? Như vậy cái phần kết nối cơ sở dữ liệu ta dừng ở chỗ này các bạn được không các bạn?
Khi mà học hệ quản trị cơ sở dữ liệu á, thầy sẽ giới thiệu thêm các bạn các cái nút lệnh nữa. Tức là thay vì ta chạy lệnh ở đây, ta lập trình ở đây, thì ta lại gọi cái lệnh lập trình ở bên hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Được không bạn? Chứ còn bây giờ về mặt giao diện, thiết kế giao diện cũng như là kết nối cơ sở dữ liệu, thầy giới thiệu ở đây bấy nhiêu thôi, không giới thiệu thêm nữa. Được chưa? Bây giờ chúng ta qua cái bài toán chính của chúng ta. Mới hôm nay là bài toán phụ thôi nhé. Bài toán phụ giới thiệu thêm thôi. Còn ngoài chương trình đó, thầy giới thiệu cái này để mục đích là ngoài như thầy nói khi nãy đó, để giới thiệu các bạn thấy là vai trò cơ sở gì chúng ta nó như thế nào. Đấy, chứ không có học để chơi chơi nghe. Đó. Học để rồi cuối cùng ta ứng dụng vào về công việc của chúng ta. Bây giờ chúng ta qua cái bài học cơ sở liệu, bài tập cơ sở liệu được chưa? Để ra qua cái bài tập cơ sở liệu này thì thầy muốn chạy cho các bạn cái ứng dụng của cơ sở dữ liệu của trước, các lớp trước được chưa? Tại vì nó có sẵn cái thiết kế giao diện rồi, chúng ta chạy cái ứng dụng đó để các bạn thấy là chúng ta mục tiêu chúng ta sẽ là làm tương tự được chưa? Thầy cũng không cần sáng tạo đồ gì nhiều đâu, thầy muốn là làm y bon như của chúng ta, của người trước đưa ra là được. Giờ đây ví dụ đây là cơ sở dữ liệu của team 20 là chúng ta đúng không, 18 là năm ngoái đúng không, cái này 18 thiếu trong kia thiếu nè, thầy vào đây trong này thiếu 18 đúng không, 17 hàng giờ thầy tìm 18 ở ngoài đó chứ trong này không có, 19 này ra đó 19. Như hôm trước là thầy giới thiệu các bạn đấy, nó nằm ở trong đâu, phần mềm mà nó chạy xong nó cài đặt nó biên dịch là nó nằm trong, mặc nhiên là nó nằm trong Win 32 này, Dbase này đúng không, nó nằm ở đây này nha. Thì đây thầy chạy cái file Excel này lên. Đó, cái file này chạy từ năm ngoái đúng không? Của năm nay à? Chạy từ từ 22 tháng 9, biên dịch từ 22 tháng 9 đúng không? Thầy chạy lại nhé. Đây, các bạn xây dựng cho thầy cái giao diện như thế này thôi. Đấy. Thầy phân tích cái giao diện này nhé. Đây là cái panel. Được chưa? Đây là một panel này. Rồi trong này là một cái panel hồi nãy thầy làm bổ sung thêm đó các bạn thấy không? Hồi nãy là thầy đưa một cái label rồi là cái cầm bóc ở bên này đúng không? Thì đây là một cái label. Xong xuôi rồi cái một cái edit ở đây. Nhưng cái thằng này không cho gõ các bạn. Cái này disable nó đi nhé. Cái này disable cho nên không có gõ cho. Không phải là gõ từ đây mà gõ từ đây này. Gõ từ đây nó lại lưu trữ trong trong hệ thống, xong xuôi nó hiển thị ra đây. Hiển thị ra thì ta biết được là ta gõ đúng hay sai, đúng không? Gõ A này, B, C, D, A. Nhưng ở đây này nó không A, hiện A nữa các bạn. Vì sao? Vì anh gõ A, B, C, D, A nhưng mà A với A đây là một, đúng không? A với A đây là một, cho nên là nó chỉ hiển thị một A thôi. Đấy. Các bạn thấy có sự khác biệt, không phải là gõ cái gì để hiển thị lên kia cái đó đâu, đúng không? Thậm chí ở đây các bạn thầy gõ số này, đúng không? Không ra, thầy gõ chữ thường nhưng nó đều ra chữ hoa hết á. Được chưa? Gõ chữ thường nó ra chữ hoa. Đấy, yêu cầu chúng ta phải làm cái việc này, đúng không? Như vậy ở đây thầy giới thiệu giao diện nè, ở đây là một panel bự nè các bạn nè, thấy chưa? Rồi xong xuôi rồi là đây là cái panel nhỏ, panel này có cái label, rồi này có cái edit đúng không? Tương tự dưới này cũng vậy, được chưa? Nhưng mà trước đó là ở đây một cái panel các bạn, cái panel khủng bố ở đây này, được chưa? Panel bự ở đây này trước, đúng không? Rồi sau đó cái panel này nó ở bên trái, thiết kế cái panel này nó nằm bên trái cái panel bự này, được chưa? Còn ở bên này là cái memo nhé, cái memo, cái đối tượng là memo. Chậm nữa thầy sẽ chỉ. Như vậy là ta phải tạo ra một panel này trước, được không các bạn? Tạo panel này trước, rồi sau đó là tạo ra một panel kế tiếp đây ở bên left đúng không? Cái này nó chạy ra chạy vô được các bạn này, thấy chưa? Thấy chưa? Đấy. Chậm nữa thầy về chạy tiếp đúng không? Như vậy là ở đây là một panel, được chưa? Xong rồi trong cái panel này là bỏ cái panel này lên lên top, ở dưới này là panel bottom ở dưới đúng không? Bên dưới nha. Còn này là cái có cái gì đó để chúng ta có thể điều khiển vào ra qua lại như này, được không? Rồi bên này là cái memo nha. Cái này nếu để chuột đây các bạn có thể di chuyển lên xuống, đúng không? Di chuyển lên xuống, thầy lấy cái bài tập bữa trước của lớp khác, của lớp 19 để ra thầy giới thiệu với các bạn, yêu cầu chúng ta thiết kế cái giao diện như vậy.
thầy không nói rằng cái giao diện này là nó đẹp hay nó xấu, một người nếu các bạn làm được cái giao diện này cũng là các bạn muốn giao diện như cái khác cũng được, không sao cả, đúng không? Ta muốn điều khiển được. Đấy, thấy chưa? Rồi, ở dưới này thì dễ thấy rồi đúng không? Ở dưới này thầy sử dụng cái mà vừa thầy vừa nói đấy. Dạ, em nghe. Dạ. Dạ, anh Đức ơi, hôm qua anh say mệt quá, chắc chiều nay xin khắc thời anh em Như khép lại. tham gia với anh đây cho em. Dạ Kết dạ. quả thế này thì khả Em cũng năng có người việc cho nên đấy không, không thuộc về không họ. tham gia với dụ nó được. Họ đã phải nhận một thất Hôm qua bại. mệt quá. Họ đã không thật Dạ sự dạ xuất dạ. sắc trong trận đấu này. Dạ cảm ơn anh nhé. 4, 5 cơ hội để ghi Dạ. bàn trong trận đấu nhưng tất cả đều đã thất bại, thật đáng tiếc. Được chưa? À, cái này là cái một cái bay control đúng không bạn? Cái bay control thầy chia ra làm ba ba tab, được chưa? Trong cái tab thứ nhất này thì thầy lại chia ra cái bay này một cái panel, một cái panel, được chưa? Một panel ở đây không thể di chuyển vào ra được đúng không? Không có đối tượng đó. Như vậy panel đây thì cái này là cái label lên trên cùng. Rồi cái này này một cái bộ này này thì nó gồm cũng một cái, từng một cái panel này các bạn. Một cái panel nhưng mà có một cái bên trái, một cái bên edit đúng không? Một edit kế thừa thầy cái này và kiểu giống nhau nè, cái này với cái này giống nhau nè. Được chưa? Rồi tương tự bên dưới này cũng vậy, tương tự cái hai cái bộ này giống nhau. Được chưa? Đây là nút lệnh không nói, được chưa? Cái này nữa, cái này ở đây thầy xây dựng ở đây một cái panel, được chưa? Rồi cái này là một cái bộ, bên này một bộ đúng không? Đây là một cái nút, nó nút lệnh, được chưa? Một nút lệnh. Đó là thầy giới thiệu sơ qua bên cái tìm ý cộng, rồi là tìm khóa. Sau tìm khóa này bữa sau mới giới thiệu nhé. Chừng nào tới cái khóa thì ta sẽ làm khóa tìm FC đúng không? Như vậy là cái chúng ta sẽ đầu tiên các bạn xây dựng cái giao diện này cho thầy, được chưa? Lấy cái này làm mục đích luôn, mục tiêu luôn, hướng đến xây dựng cái giao diện giống Ebon vậy, được không bạn? Thầy để bữa sau đỡ tiện máy công nhé, thầy chép cái này ra được không bạn, ra màn hình luôn để bữa sau khỏi máy công đi vô đi đi tìm nó mày. Dạ thầy chép ra màn hình mất rồi đây nhé. Đấy, bây giờ mục tiêu của chúng ta xây dựng cái giao diện này trước, mới giao diện thôi nhé, rồi chưa nó lại liếc gì đâu. Trong cố gắng buổi chiều hôm nay ta làm được là nhập u, nhập x, tính được x cộng là đã thành công rồi. Trong chiều hôm nay mà ta làm được việc đó là coi như là hoàn thành nội dung. Ta làm được tới đâu ta làm. Cái quan trọng là thầy làm tới đâu các bạn phải làm được bằng được tới đó. Đấy. Chỗ nào không được thì nói thầy dừng lại nhé. Chỗ nào không được thì các bạn nói thầy dừng lại. Và thứ hai nữa, chỗ nào lỗi thì thầy sẽ tắt cái phần trình bày của thầy lại để các bạn trình bày lên để cả lớp thấy nó bị lỗi chỗ nào thầy chỉ cho, để chỉ cho một người thì chỉ cho cả lớp, được chưa? Đây ta mục tiêu ta hướng đến cái chỗ này. Đầu tiên ta thầy thiết kế giao diện trước, được chưa? Rồi ta vào ta làm như sau. Cái này thầy thu nhỏ nó lại tí nha. À, không kéo rõ cái xuống này xuống. Dạ. Thu nhỏ cái cửa sổ này tí cho nó lên đây. Dạ. Ở bên này là cái nấu cơ sở liệu ta để nguyên, ta đừng đụng chạm đến đó ấy, đúng không? Ta qua bên này bài tập cơ sở liệu. Dạ. Nội dung ta thiết kế bên này. Có lẽ bây giờ mấy cái thằng này linh tinh này ta không cần nữa, đúng không các bạn? Máy này cần không? Chắc là không cần đúng không? Mà không cần thì ta làm sao? Kích phải chuột, chọn là gì? Ẩn nó đi. Ẩn nó đi. Dạ. Cho nó ẩn đi hết ra cái màn hình trắng thì dễ làm, được chưa? Có kịp không các bạn? Alo.
Alo, các bạn có theo kịp không? Được rồi. Dạ kịp thôi à. Ừ, rồi thỉnh thoảng cũng phải có trao đổi tí chứ không là thầy nói như với cái máy tính không nó buồn lắm. Dạ thầy Đúng ơi, cho ra em thì hỏi cái combo boss của em nó vẫn còn đó thầy. mà hiển thị ra thầy coi. Dạ để em cho thầy gửi qua. Không thầy tắt, thầy tắt cái ấy để em chia sẻ Dạ của không em. thầy. Rồi em chụp hình mà đưa lên thầy coi. Dạ rồi. Thì nó nằm ở chỗ nào nhỉ? Bên này hả? Dạ. Chỗ tin nhắn thôi. Đây đúng không? Dạ. Em chỉ ấn được mấy cái kia thôi, còn cái combo boss vẫn còn. Bởi vì cái combo bắp của em á, được chưa, là nó không phải nằm trên cái trang kia, nó không phải nằm trên cái nối cơ sở dữ liệu, mà nó nằm ở của form. Đây là đối tượng của form, được chưa? Và cho em làm bằng cách như thế này này, em kích vào nó, em chọn cả hai luôn, rồi nhấn Ctrl X, được chưa? Ctrl X là để nghĩa là gì, là cắt đi đó nhé, cắt mất đi luôn, rồi sau đó em chọn lại. Để thầy là thầy chỉ cho này, thầy làm theo nha. Bên này này, được chưa? Em thầy muốn thầy muốn làm cái này đúng không? Thì em cần Ctrl X, cần Ctrl X là mất đi đúng không? Thật ra của em á là nó ở đây này. Thầy để lại cho em qua cần Ctrl X nha, nó nằm ở đây, nó nằm ở trên trên bên ngoài luôn. Bởi vì và trong trường hợp này của em là thầy để là non nhá, non đúng không? Nó đây này. Thì nó lại là của cả hay tất cả đúng không? Của form. Được hiểu. chưa? Dạ hiểu. Rồi bây giờ em thầy chọn này, Ctrl X này, được chưa? Em Dạ. chọn chính xác cái này này. Em chọn cái for cái panel này nhé. Dạ Chọn dạ đúng panel dạ. này, Ctrl Dạ. V lại. À dạ em hiểu rồi thầy. Được chưa? Dạ. Nguyên là cái đó nó thuộc sở hữu của cái nào? Dạ. Ý là vậy đó. Chứ hồi nãy nó là thuộc quyền sở hữu của thằng form cho nên nó chỗ nào nó cũng hiện ra đúng không em? Dạ 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 đúng. Được chưa? Bây Dạ giờ rồi. nó là của cái panel này thôi thì qua tao ẩn qua bên này nó không hiện ra thì ra nữa, được Dạ. chưa? Dạ. Dạ rồi anh cảm ơn. Ừ, là không có gì đâu, cái này ban đầu các bạn bao giờ cũng cũng vấp phải thôi, mà thầy muốn gặp lại thì thầy chỉ cho một bạn thì các bạn khác cũng sẽ rút kinh nghiệm nhé, để có thêm cái kiến thức chứ không vấn đề gì, trước sau cũng phải gặp em ạ nhé, gặp trước ta sửa trước là ta đỡ phải sau này phải mắc lỗi. Không rồi. Được chưa? Các bạn qua bên này được chưa? Các bạn bị trục trặc gì có khó khăn gì là báo ngay để chúng ta cùng sửa nhé, chứ không để chúng ta đi xa quá mà cùng sửa lại nó lâu lắm. Rồi, bây giờ hướng đến mục tiêu chúng ta là như thế này, được chưa? Bây giờ chúng ta làm từng bước một nhé. Bây giờ đầu tiên thầy cần một cái panel trên này. Thấy không? Cần một panel trên cùng, được không ạ? Panel trên cùng đó thì thầy làm như sau. Ta lấy một cái panel ra vào standard đúng không, lấy cái panel bỏ nó vào đây được chưa, bỏ nó nhỏ xíu vậy cái nó rộng rộng là tí, cái panel ba đúng không, bởi vì ba bởi vì bên kia nó có một hai rồi thì bây giờ nó ba thôi đúng không, nó có cái caption panel ba nó bỏ đi xóa nó đi được chưa, bản chất bây giờ thầy muốn nó rộng lên trên này này được chưa, cho nên nó lên là top được không bạn, các bạn cho nó top đấy lên trên được chưa, kéo nó xuống một tí. Nhưng mà bây giờ lưu ý này, cái banana này là nó nằm trong cái tab six này thôi, cho nên các bạn qua bên này nó không có đâu, đúng không? Tab six hai nó không có, nó có quyền sở hữu của nó nữa. Cái window này, cái panel này nó có cái gọi là cái gì nhỉ? Cái handle của nó là cái gọi là một cái thẻ gì đó, cái thẻ của window nó qua quản lý đó. Thì cái handle này nó thuộc của cái tab six này. Đấy. Nó có cơ chế điều khiển của Windows nó như vậy. Được chưa? Bây giờ các bạn chọn cái tab sheet các bài tập cơ sở liệu cho nó như thế này cho thầy. Được chưa? Như vậy ta mới có được là cái panel trên này các bạn nhé. Bây giờ thầy chỉ cho các bạn có cái này, kéo lên kéo xuống với dưới là ba cái bên dưới là bay gần control đúng không? Dưới là bay gần control, ta làm như sau này. Làm theo thầy nhé. Thầy chọn ở đây, chọn là cái thẻ, thầy cũng không biết đọc là gì nữa, additional đúng không,
Đấy, cái thẻ thứ này các bạn chọn cho thầy một để thầy tìm nó coi splitter đúng không, cái này cái phân chia chia cắt đây đúng không các bạn, nghĩa tiếng Anh đó đúng không, các bạn lấy cái đối tượng này vào đối tượng thấy được chưa, còn không gõ ở đây này, gõ này sờ này ái này VL IT này click đúng không, đấy là cũng được được chưa. Còn không nếu biết chính xác rồi thì thầy chỉ cho luôn là ta vào trong cái nhóm thứ hai, thường nó đã nằm cái nhóm này ta có thể kéo lên kéo xuống được các bạn nhé, của thầy có thể thứ hai nhưng của các bạn có thể là thứ ba thứ tư tùy ta điều khiển, nhưng mà mặc nhiên nó đến thứ hai, mặc nhiên nó là cái nhóm thứ hai, đầu tiên là standard nhóm chuẩn đúng không, tiếp theo là nhóm thứ hai này đây, thường nó nằm ở đây trừ trường hợp các bạn kéo xuống chỗ khác nó vẫn được được chưa, nhưng mà thôi đừng nên kéo chi nó mất trật tự ta khó theo dõi nha. Vào trong cái nhóm thứ hai các bạn lấy splitter ra được chưa, bỏ vào trong form, bỏ trong form bỏ, nhưng mà đừng có bỏ bỏ vào đây nó khác nhé, hai cách bỏ để ý này, thầy kéo đây nhưng thầy bỏ vào đây nó khác này, bỏ vào trong cái panel trên là nó ở trên mà bỏ vào cái dưới này là nó ở dưới được không các bạn, chứ đôi lúc cũng cách kéo và thả, nhưng mà kéo thả vào đâu, kéo thả vào cái panel trên này nó ở trên này này, bây giờ một chậm nó ta sẽ tính sau được chưa, bây giờ kéo thả là kéo thả bên dưới này được chưa, là của cái tab sheet này, của tab sheet các cái bài tập cơ sở liệu đúng không, mặc nhiên của nó là nó lép các bạn đây này, cái Ali nó là lép mặc nhiên của nó nhé, cái splitter này là cứ mặc nhiên kéo thả là nó bây giờ nó là lép, còn bây giờ thầy cần nó là top ở trên, các bạn chọn lại top được chưa. Đấy. Cái mà để di chuyển này các bạn này, thầy nhắc lại nhé, cái mà để di chuyển được cái này, được chưa? Di chuyển được như thế này, đó là do thằng splitter nó quy định đấy. Cái đối tượng đó là đối tượng để điều khiển cái việc này các bạn nhé. Từ nay về sau, khi chỗ nào mà các bạn thấy mà thầy có cái chỗ mà cái kéo di chuyển kích thước này là do thằng splitter đó đấy, được chưa? Đây cũng vậy này, do thằng đó nó quy định đấy, được không? Trong Windows thì chúng ta rất nhiều sử dụng cái đối tượng đó các bạn. Đây này, đây là thầy đang sử dụng đối tượng của đây của Windows của Delphi đúng không, đây này cái đối tượng đó nó đang chuyển động khi ta trỏ chuột đấy nó ra mũi tên hai chiều đúng không, mũi tên hai chiều với cái gạch song song ở giữa đấy, đấy đây là nó đang điều khiển splitter này, hoặc cái chỗ này cũng vậy này, đây này đúng không, di chuyển lên xuống này đấy do thằng splitter nó quy định đó các bạn được chưa, đây là thầy nói của Delphi nhé, nhưng không nhầm các bạn của cái quật hay cái gì đó cũng vậy, bất cứ cái gì mà nó ra kiểu cửa sổ dạng này là đều đều nó cho phép chúng ta điều khiển cái kích thước của cửa sổ để chúng ta dễ thao tác á, thì nó phần lớn nó sử dụng splitter đó đúng không, đây này đây đây là ứng dụng thực tiễn của nó này nha. Rồi thằng đó khi nào các bạn thấy có cái trạng thái đó chính là do thằng splitter này nó quy định được chưa, bây giờ thầy mặc nhiên là thầy nó lép, bây giờ thầy sửa lên top được chưa, bây giờ cái đối tượng kế tiếp này chính là cái bigger control các bạn đúng không, cái bigger control nó nằm ở đâu nhớ không, bigger control nó nằm trong win 32, trong cái đối tượng win 32 nhé, thầy nhớ không nhập đây bigger control điều khiển các cái trang, mỗi trang đó là một cái tab sheet nhé, còn cái tab control này là không phải đâu này nghe, tab mặc dù nó là ra tab sheet nhưng không phải là tab control này, thầy cũng chưa biết tab control này để làm gì nữa, thầy chưa ứng dụng nó bao giờ, thầy có đưa ra rồi nhưng mà nó không phải cái ý của đưa ra, mà nó không phải ý thầy mong muốn như này, thầy bỏ thầy không nghiên cứu cái này, thật ra mà thầy nghiên cứu Delphi này là thầy cũng lấy từ đây thầy tự ra nghiên cứu ra thôi đó các bạn nhé, cho nên các bạn cũng sau này các bạn kế thừa đó, các bạn từ từ nghiên cứu đó, không vấn đề gì đâu, lấy cái tab bigger control bỏ vào đây nha, bỏ vào lưu ý là bỏ vào đâu, bỏ vào bên dưới đây này, cái vùng màn hình bên dưới này chứ bỏ vào bên trên này nó khác ngang, đây này cũng bây giờ thằng tròn kéo vào nhưng bỏ nhầm vào đây đúng không, ở trên thôi chứ nó không ở dưới này đâu nha, nên hai cái chỗ vị trí kéo thả là nó cũng khác nhau đấy được chưa, đưa ra chỗ này đưa được chưa, các bạn chọn cho thầy là client, chọn cái này client nhé, chọn chọn đây này, chọn Ali này năm đúng không, bây giờ chọn client được chưa, bây giờ các bạn chạy thử cho thầy, chạy thử được chưa, nó ra này này nó được cái này, còn thấy nó kéo lên kéo xuống được không, mục tiêu ta mất là được bao nhiêu thôi,
Cho nên bên trước là để thay vì cái nấu cơ sở dữ liệu là thầy hướng dẫn luôn đúng không? Sử dụng các panel. Đó, để bây giờ có cơ sở chúng ta thiết kế cái giao diện này. Được không các bạn? Rồi. Mới được có một phần nhỏ thôi đúng không? Bây giờ tắt đi, làm tiếp. Ở dưới này các bạn kích phải chuột này tạo cho thầy ba cái bigger giống như này, ba cái đúng không, ba cái đúng không. Rồi ta làm tương tự, ở dưới này bigger control đúng không, kích phải chuột chọn new by đúng không, new by cái này một cái này, tìm x cộng đúng không, hồi nãy thầy nhớ là tìm x cộng đúng không, sửa lại một cái tìm x cộng, tìm khóa và tìm fc đúng không, sửa nó vào vào luôn cho đến một chặng mất công. Cái tab shift này sửa lại là tìm x à, rồi kích phải chọn tiếp, chọn new by, đây là nãy gì tìm khóa hả, name name là tab, tên của nó là tab shift 3 nhé, kệ nó, name để nguyên bữa trước là thầy cố gắng điều khiển cái đó nhưng mà thầy chỉ sơ qua thôi, còn bây giờ ta không điều khiển nữa. Điều khiển là khi nào, khi các bạn cần ẩn cái tab đó điều thế nọ thế kia, cần ẩn cần hiện cái tab thì ta mới điều khiển, còn bây giờ ta hiện thì tất cả mà thì thôi khỏi cần. Đây là cái gì ta, tìm khóa hả, tìm khóa đúng không, phải chuột nữa, chọn một cái nữa là new tab sheet nữa đúng không, sửa lại cái đây là name được, cái sửa okay. Tìm fc được chưa, như vậy là ta có ba tab, ba tab được chưa. Rồi bây giờ ta mới được cái là gì, cái bên trên này cộng với ba cái tab nó xích là thôi chứ còn nội dung chưa có gì hết đúng không. Bây giờ chúng ta làm lần lượt cái này, đưa ra một cái panel trước, một panel rồi sau đó là đưa một cái bộ tra, bên trên một bộ bên dưới đúng không, thiết kế thêm rồi một chập cái này là cái gì băng băng người ta tính sau được chưa. Bên này là cái memo, ở giữa có cái kéo thả vậy được chưa, cái splitter đúng không, ta làm lần lượt. Rồi đầu tiên các bạn lấy cho thầy một panel, bỏ vào panel thì nó nằm trên standard thôi đúng không, kích vào đây bỏ vào, kích vào thầy nhắc lại nhé, sau này thầy không nói nữa, thầy bỏ vào cái panel trên chứ đừng có bỏ xuống dưới này nghe, bỏ dưới này là nó nằm ở dưới đấy được chưa. Ta cần cái panel này ở đâu thì ta kéo thả đúng vị trí đó chứ đừng có kéo cái kem nhầm được chưa. Panel 4 đúng không, bây giờ các bạn bỏ đi cái caption panel 4 đi, panel 4 bỏ đi bây giờ, bởi vì từ nay về sau là cái caption là ta không có dùng của panel nhé, panel là không có hiển thị caption làm gì hết, cho nên là bao giờ thầy đem ra là thầy cũng xóa đi, nó đang đang là nông kéo chỗ nào mới dừng chỗ đó đúng không. Bây giờ các bạn chọn là Ali nó là left đấy, ra hình dạng chưa. Tiếp theo ta cần một cái splitter để ta kéo qua kéo lại đúng không, splitter thì tương tự như vậy, ta vào đây ta lấy splitter ra thôi đúng không, nhưng mà các bạn lưu ý nó mặc nhiên nó là bên trái cho nên khi bỏ vào đây nó là nhảy đúng vị trí ta ưng ý luôn đúng không, bỏ vào bên trái luôn cho nên ta khỏi sửa nữa, để nguyên thì ra. Tiếp theo bây giờ là lấy ra một cái memo bỏ cái client đúng không, đây này cái này là cái memo này, hồi nãy thì nói rồi đúng không, cái này là memo, memo thì ta sửa lại như sau, hình như memo cũng trong standard, memo cũng trong standard đây, t memo được không bạn, chữ t là bao giờ đóng có là à, như vậy bữa trước thầy nói nhầm nha, thầy nói là tất cả các đối tượng ra đều có chữ t hết, nhưng có một cái frame này nó không có chữ t các bạn này thấy không, có một cái đối tượng này đặc biệt không có frame, chắc là tên chung của Windows cho nên nó không có chữ t đúng không, chứ còn tất cả phía sau các bạn thấy là không có đối tượng nào không có chữ t hết nhé, chỗ nào cũng có chữ t hết đúng không, đúng không, có chữ t ấy, nhưng riêng cái frame nó là không có, cái điều đặc biệt mà thầy vừa phát hiện ra đấy nha, frame nó không có. Đây mà cái thầy cần lấy là cái memo được không bạn, memo bỏ vào đây nha, memo này nó sẽ có dạng là client nha, client rồi
Cái memo này có chữ memo, nó không giống như bên kia đúng không? Vậy chữ memo này nằm ở đâu? Thuộc tính để hiển thị ra đây chính là cái thuộc tính test của nó các bạn. Đây này, test. Mất rồi. Các bạn đi tìm nhé, chữ có chữ test. À, xin lỗi, line. Line là có nghĩa là nhiều dòng á nhé. Thầy nhầm. Test là của edit nhé. Line. Line này là line, là line có chữ s đúng không? Line là dòng có chữ s nên là nhiều dòng. Nó kiểu string s, string là một dòng, ở đây có chữ s là nhiều dòng. Được không bạn? Có t string s. Có dấu ba chấm. Các bạn kích vào đây. Thì đây memo, cái chữ memo đó nó hiển thị ra này là do chỗ này nó quy định, được chưa? Các bạn gõ dòng một, thầy nói luôn dòng một, dòng một đúng không? Enter xuống dòng, gõ dòng hai. Dòng hai đúng không? Rồi. Như thế nào lên đây nó hiển thị như vậy. Như vậy sau này điều khiển nó là ta điều khiển vào cái line này các bạn này. Được chưa? Line có x này, được không? À, bây giờ ta thầy chỉ thôi chứ còn bây giờ ta không cần đúng không? Thầy ta xóa đi. Thì nó trống đi. Ít bữa nó chữ xanh, chữ đỏ, chữ tím, chữ vàng thì đó là do quy định ở đây. Quy định của nó là nằm ở chỗ phong. Phong đâu rồi? Đây. Được chưa? Bây giờ muốn màu đỏ này, chữ đỏ, phong gì, đúng không? Cỡ bao nhiêu? Được chưa? Màu gì? Màu đỏ đúng không? Chọn. Tất nhiên đây chưa có gì nên không ra màu, các bạn gõ gõ chữ vô nó ra màu, đúng không? ABC. Đúng không? Ra màu. Trời, chữ mà cái màu đỏ đó hồi nãy nó quy định, chúng ta quy định cái phong nó là do nó ra đó đấy. Nhưng bây giờ thôi không cần nữa, bỏ đi. Rồi tiếp theo này, bây giờ bắt đầu tới cái bước là thiết kế cái U đúng không? Thiết kế ở trên này là không nhập nha, không không cho sửa. Dưới này nhập đưa lên trên kia, dưới nhập dưới này đưa lên trên kia, nhập vào đây là ABC đúng không? Nó lại nó nhảy lên đây ABC vậy thôi, được không bạn? Đấy, nhập như này lên trên kia. Đầu tiên á là các bạn thiết kế cho thầy cái đoạn ở bên dưới này trước, đoạn nhập này trước. Nhập thì nó lưu vào trong hệ thống, lưu vào trong tạo U của chúng ta. U xong rồi ta mới xuất U ra ngoài này nha. Đấy, thầy làm trước cho các bạn theo này. Trước tiên là thầy cần một panel phòng an toàn. nha, bỏ vào đây, bỏ vào đây. Cái panel này á nó là có thuộc tính là bên dưới button được không? Cái bên đây nó đang là non đúng không? Các bạn chọn là button và nơi dưới cùng. Đấy. Rồi. Cái bên này nó có cái edit có chữ nhập U đúng không? Cái nhập U là chữ nào? Cái này này. Cái label. Được chưa? Lấy cái label này bỏ vào chính xác vào trong cái này. Nhớ thầy lưu ý là chính xác nhé. Chứ bỏ chỗ khác là nó ở bên ngoài đây. Bỏ chính xác vào đây. Nhưng nó đâu không có ra được ngoài nên các bạn này thấy không? Nó trong cái không gian này thôi. Nó chứ không trong không gian của cái panel này thôi. Rồi, các bạn gõ ở đây chữ nhập U đúng không? Nhấn cấp lock lên, gõ nhập. Nhập U. Đúng không? Bài. Chữ nó chưa được đẹp đúng không? Muốn điều khiển nó này, muốn điều khiển phông chữ nó, ta vào phông. Tất cả đối tượng mà liên quan đều có phông chữ là ta đều điều khiển tùy thuộc vào chúng ta nhé. 12 này, màu này đúng không? Muốn màu đỏ, màu xanh, màu tím, màu vàng là tùy. Thế là thầy chọn màu tím đi. Đấy, nhập U. Như vậy là ra chữ nhập U rất là dễ đúng không? Còn để nhập nhập vào cái ô nào, nhập vào ô nào đây đúng không? Ô để nhập đây này. Thường á thì ô nhập này mà nếu để có, nếu các bạn để cái ô bình thường thì nó nhập nó chữ gì nhập cũng được. Còn cái đây là thầy sử dụng cái mặt nạ cái nhập liệu, lưu ý nhé. Trong trường hợp này là thầy đang sử dụng mặt nạ nhập liệu để khi mà các bạn nhập chữ thường vô nó ra chữ hoa, nhập chữ số thầy không cho nhập đấy. Thì đã trong trường hợp này là thầy sử dụng mặt nạ nhập liệu, nhớ nhé. Vậy thì làm thế nào để có mặt nạ nhập liệu? Bây giờ thầy đưa hai đối tượng khác nhau nhé.
một cái đối tượng là edit đây này, t edit được chưa, thầy bỏ dưới này bởi vì thầy thử thôi được chưa. Và một cái nữa bên cái additional này thì nó cũng có là cái edit, mắc edit các bạn, mắc edit. Hai cái đối tượng này chúng ta để là các bạn bỏ cả hai đối tượng này vào đây nhé, thầy bỏ thông cũng được, các bạn có thể là từ từ thầy chỉ cho thấy cái khác nhau thôi. Ta chạy thử cả hai này đều ta nhập được hết các bạn, gõ bình thường được chưa, gõ bình thường, gõ chữ gõ số đều được hết đúng không, gõ chữ gõ số đều được hết, cả hai này gõ được hết, không có ảnh hưởng gì thế giới. Về mặt nguyên tắc nhỏ này là hai cái đối tượng như nhau được chưa, nhưng cái đối tượng mắc edit á thì nó làm được một cái điều, hai đối tượng này về chức năng nhập như nhau nhé, nhưng mắc edit nó có một cái thuộc tính mà ta cần phải ứng dụng nó, đó chính là edit mắc. Edit mắc á, đây là cái mặt nạ nhập liệu cho cái ô chúng ta nhập được không các bạn, cái mặt nạ nhập liệu thằng này không có, thằng edit bình thường này không có được chưa, không có edit mắc, cái thuộc tính không có thuộc tính edit mắc được chưa. Ngoài cái thuộc hai, cả hai thằng này khác nhau chính là một chỗ đó thôi, cũng là thằng mắc edit này thì nó có cái mặt nạ nhập liệu, nó mắc rồi, edit mắc ở đây được chưa. Do vậy từ đó các bạn suy ra là chắc chắn là ta sử dụng cái edit mắc để mà nhập liệu rồi đúng không, cái thằng này ta không dùng được chưa. Vậy cái edit mắc này là ta làm điều khiển nó như thế nào, đây thầy chỉ cho edit mắc được chưa, các bạn click vào dấu ba chấm này được chưa. Chúng ta thử nhé, chúng ta thử để là chúng ta rút kinh nghiệm rồi là ta sẽ có kiến thức riêng về nó đấy, chứ còn mà thầy chỉ trực tiếp luôn bảo làm cái ABC thì các bạn làm các bạn sẽ không có cái cách đi nghiên cứu, cho nên là thầy chỉ cho. Đây bây giờ các bạn thấy là có, nó đây có nhiều edit mask đúng không, bây giờ trong đây này cái đây là cái số này, cái số điện thoại đúng không, phone được chưa, số điện thoại được chưa. Như vậy ở đây này nó có là 999 đúng không, đóng mở ngoặc đúng không các bạn, ở bên này là 000 gạch 000 bây giờ rồi 1 được chưa. Như vậy là số 0 với số 9 nha, thầy giải thích này, số 0 và số 9 đều là dùng để nhập nhập số không thôi, nhập số nha, số 0 và số 9 đều nhập số, nhưng số 9 á là có thể không nhập, nhưng số 0 là phải nhập nha, thầy nói là số nha, số 9 là không nhập nhưng số 0 là phải nhập được chưa. Ví dụ nha, đây bây giờ các bạn gõ vào cho đây thầy là 3 số 9 đúng không, 3 số 9 rồi 3 số 0 được chưa, thử nhé, 3 số 9 3 số 0 rồi ta chạy thử nè được chưa. Như vậy nó có, ở đây nó có là thật ra chúng ta lúc này ta nhập 6 số tất cả, 6 số tất cả, thầy nhập chữ nhé, thầy chập nhữ chữ nó không nhận, nhập chữ nó không nhận, nó báo lỗi đúng không, bởi vì ta đã định nghĩa đây là số 9 với lại số 0 là dùng để nhập chữ số thôi, được chưa? Nhập chữ số thôi chứ nhập chữ là không, nó không nhận, được chưa? 3 số 9 đúng không? Thầy để 3 1 2 3, 3 số 9, 3 số 0. Cái mặt nạ nó đang là như vậy đó, được chưa? Như vậy ở chỗ này nè, thầy nhập số được đúng không? Nhưng 3 số 9 này thầy có thể không nhập dữ liệu. Thầy chuyển qua bên này được. Được chưa? Thầy chuyển con trỏ qua chỗ khác được. Nhưng bây giờ các bạn đi bớt đi một con số 0 đây mà các bạn không nhập, mà các bạn cho chuột qua bên này là nó mâu lỗi, được chưa? Hiểu hiểu được ý nghĩa số 0 và số 9 chưa? Có nghĩa là gì? Nếu là số 9 thì có thể là nhập chữ số nhưng có thể không nhập, nhưng nếu đã là số 0 thì chỗ này phải nhập, chỗ này phải nhập đủ cho thầy 3 con số, còn không là nó không có chịu các bạn đúng không? 3 con số 123 123 được chưa? Chứ còn thiếu một con nó cũng không chịu, thiếu một con nó không chịu được chưa? Nhưng mà bên này thì là không nhập cũng được, 22 đúng không, thiếu một con không sao hết, thiếu một con đúng không, thiếu một con rồi, bởi vì đây bên này là quy định là số 9, số 9 là nhập số nhưng cũng có thể là không nhập được chưa. Tương tự như vậy ở chỗ này, nếu mà các bạn bắt nhập hết thì là mấy chỗ này phải nhập hết đúng không, như vậy ở chỗ này là nó nhập được chữ nhưng là không bắt buộc nhập, nhập chữ nhưng không bắt buộc nhập, cộng thêm với là nhập ký tự thường cũng trở thành ký tự hoa
Yeah, ký tự thường cũng ký tự trở thành ký tự hoa. À, thì ký tự thường cũng phải thành ký tự hoa, cái đó là cái yêu cầu của chúng ta làm một in bút mắt, đó là cái in bút mắt cho cái edit mắt của chúng ta. Được chưa? Đó. Như vậy là ta không dùng cái này nhé, edit ta không dùng, và edit nó không làm cái mặt nạ nhập liệu được. Ta sửa cái chỗ này làm sao nó đảm bảo rằng nó cho nhập, có thể không nhập nhưng mà nhập là nhập ký tự, được chưa? Nhập ký tự mà đổi thành chữ đa, chữ chữ hoa. Thì trong quá trình này chúng ta coi thấy chỗ nào đây, nhưng như cái này thử coi. Thì ra thầy kết vào đây này, các bạn thấy có chữ B em đằng sau đây đúng không, cái chữ B em BM đúng không, BM. Thì ra BM thì nó điều khiển bởi cái chỗ này, hai cái chữ này này, cái dấu lớn hơn và hai chữ N L, được chưa? Dấu lớn hơn và hai chữ L. Như vậy là chữ L này không biết là thầy nhớ không nhầm là chữ L với chữ A, được chưa? Rồi như vậy cũng là chỗ chúng ta cần là chính là cái chỗ này, dấu lớn hơn này và chữ L, được chưa? Là quy định quy ước chúng ta cần. Bây giờ các bạn cần là máy nhập mấy cái ký tự, mấy ký tự thì ta để lên nha, dấu lớn hơn nè, một chữ số 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ví dụ như 10 đi, có là ta nhập vào là 10 ký tự, ký tự nha. Thì ta thử coi, ta chạy thử coi nó đúng ý không nhé. Thầy gõ chữ số vào này, số 1 vào nó không chịu, thầy đang nhấn số 2 cũng không chịu đúng không, thầy gõ chữ A nó ra chữ A, A thường nó ra chữ A hoa đúng không, chữ B, chữ C, chữ D thì ra như được đúng không các bạn. Các bạn trỏ chuột đi chỗ khác nó không chịu đúng không, trỏ chuột đi chỗ khác nó không chịu. Như vậy là chữ L là bắt buộc phải nhập được không các bạn, chữ L là bắt buộc phải nhập, chữ L là bắt buộc phải nhập, có là chỗ này 10 ký tự các bạn phải nhập đủ cho thầy 10 ký tự. Vậy thì nó mới chuyển qua chỗ khác được. Đúng không? Đây. Bây giờ ta đi tìm ký tự nào đó mà không bắt buộc nhập mới được. Nha. Không bắt buộc nhập. Edit mask bây giờ chúng ta chữ L thì nhớ không nhầm, vậy thì chữ A nhé. Chữ A thế coi nhé. Một thầy nhà cấp lóc lên 1 2 3 5 6 7 8 9 10 nha. Không biết có phải chữ A không nữa. Số không được. À số được à. À. Chữ là đây là phải chữ hoa rồi đấy, được chưa? Chữ là chữ hoa được rồi, nhưng mà A thì nó nhập cả chấp nhận cả số cả chữ thì chưa đúng. Còn chữ hoa là nhờ cái dấu này các bạn, dấu lớn hơn nó thành nhờ là chữ hoa. Thầy quên mất là cái chữ gì nhỉ? Cái tích này là ví dụ này toàn là số không à. Hình chữ L nhỏ hay sao thầy thử nhé, dấu lớn hơn này, một chữ L, 2 3 4 5 chữ L nhỏ, thầy chạy thử nhé, gõ chữ C ra chữ C hoa đúng không, được ra. Nhưng mà chữ L lớn á, là phải bắt buộc nhập. Yeah, chữ L lớn là bắt buộc phải nhập, nhưng mà đây là chữ L nhỏ thì là không bắt buộc, được không các bạn? Như vậy cái mặt nạ nhập liệu này nè, cho nó đúng, được chưa? Dấu lớn hơn 10 ký tự, đúng không? Nhiều nhất là 10 ký tự. Bữa sau mà lỡ mà 10 ký tự không đủ người ta thêm nhé. Các bạn gõ cho thầy là chữ L nhỏ nhé. L nhỏ và L lớn là khác nhau nha.
L nhỏ này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Được chưa? 10 ký tự. Còn bỏ đi cái sai này. Cái này cũng là nếu mà ta không nhập thì nó lấy cái ký tự trắng này nè, cái gạch chân này nó đưa vô trong cái bộ phận của chúng ta, đưa đưa vô nó thay thế nhé, cái gạch này nó đưa vô thay thế, cho nên ta không có đưa nó vào, ta không đưa nó vào, cho nên nó có số không đằng sau này. Đấy, ta không đánh dấu vào. Nhớ lưu ý cái chỗ này, bước này quan trọng các bạn nhé. Các bạn đánh dấu là bài, bỏ cái đánh dấu này đi. Cái chỗ này phải nó phải bằng bằng không chứ không thể bằng một được. Được chưa? Ok. Đấy. Như vậy cái mặt nạ nhập liệu ta thống nhất là 10 ký tự, 10 ký tự hoa, được chưa? 10 ký tự hoa. A B C D, đúng không? E G H I nha. G chắc đã chừng nãy đủ rồi. Còn vẫn còn dư 1 ký tự, đúng không? 10 ký tự thôi. Trỏ chuột qua chỗ khác được, được không? Đấy. Nhưng mà bây giờ chữ nó nhỏ quá, chữ nó nhỏ quá, chúng ta kích ta sửa lại cho nó chữ nó lớn lên một tí các bạn nhé. Ta vào phông, vào phông chữ, ta quy ước nó lại, chữ nó lớn hơn tí, 12 màu gì đó, màu đỏ đi. Rồi bây giờ đây là tặng nãy giờ thầy thử nghiệm ở đây, ta để thử nghiệm bây giờ mà ta làm thiệt luôn, ta copy ta bỏ vào đây, bỏ vào đây luôn được không bạn? Hồi nãy tặng là ta lấy cái này làm thử nghiệm mà, mắc edit thử nghiệm đúng không? Cần Ctrl X luôn. Trỏ vào đúng chỗ này, cần Ctrl V. Cho cái này nó đang là 5, cho nó client. Xin lỗi, client là nó hư sự cái kia mất. Thầy cho mình ra nhé. Bởi vì client thì cái thằng này nó đang là 5. Nãy thầy quay mắt là cái chỗ này là 5, cho đây là client là nó chiếm hết không gian, đúng không? Thầy cho thằng này lép trước đó này. Cho thằng này lép trước. Rồi sau đó cho thằng này client thì nó khỏi bị sao. Thầy đưa cái nhập u này này, cho nó xuống một tí. Layout đang là top, thầy sửa lại thầy center cho nó ở giữa. Như vậy là thầy đã thiết kế được cái là cái nhập u này rồi. Nhập u rồi. Bây giờ cần xuất u ra nhập vào đây nhưng mà xuất ra ngoài kia. Nhập lưu lại xuất ra, được chưa? Ta nhập được rồi này. A B C D đúng không? A B C D. Nhưng bây giờ ta cần nhập là một này, nhập là một này. Bước thứ hai là lưu này, lưu lưu vào tập tập thuộc tính u này, rồi đâu đó xuất ra này, xuất u ra đúng không? Ta cần bao nhiêu đấy? Như vậy là ở đây là thầy mới nhập thôi. Bây giờ lưu vào u rồi xuất ra, đưa lại xuất lên bên đây này, chứ ở chỗ này ta mới nhập vào thôi. Rồi, thầy chỉ cho cách nha. Lần lượt luôn. Theo kịp chưa? Kịp chưa các bạn? Là cái này hình hồi nãy đúng không? Sao các bạn có kịp chưa?
Ta dạy lào tí nha. Alo.